Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa xin được chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại không gian rất quen thuộc của chương trình của chúng ta để chuẩn bị chào đón vị khách mời đặc biệt sẽ mang đến rất nhiều kiến thức, những thông tin hữu ích dành cho tất cả quý vị phụ huynh để chăm sóc sức khỏe và phát triển con em của chúng ta tốt hơn. Và ngay bây giờ sẽ không để cho tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Những dấu hiệu cảnh báo rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ, phụ huynh chớ xem thường. Hiện nay, ước tính có đến 1% dân số thế giới mắc chứng tự kỷ ASD. Theo mạng lưới giám sát tự kỷ và chậm phát triển của CDC Hoa Kỳ, tại nước này, cứ 44 trẻ em thì có một bé mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ ASD. Còn tại Việt Nam, theo thống kê năm 2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 200.000 người mắc chứng này. Đến năm 2019, số bệnh nhân ước tính đã lên đến khoảng 1 triệu người. Tự kỷ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giao tiếp và liên hệ với thế giới xung quanh của trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ được phát hiện và can thiệp kịp thời, trong khoảng 2 đến 3 tuổi sẽ có tác động tích cực, mang lại hiệu quả lâu dài. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ, các bậc phụ huynh nên để ý các dấu hiệu sau để nắm bắt kịp thời tình trạng của bé. Từ chỗ giao tiếp bằng mắt, ít chỉ tay hoặc cử chỉ nhỏ, hiếm hoặc không phản hồi khi được gọi tên, ít biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt, mất khả năng đã học được. Tự kỷ được coi là một tình trạng phổ quát, tức là các nguyên nhân, triệu chứng và khả năng mắc rất khác nhau. Do đó, cha mẹ cần tham khảo bác sĩ hoặc các chuyên gia uy tín để tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị tích cực cho con. Trẻ chậm nói do smartphone. Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu tiến hành trên 900 trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 2 tuổi. Các nhà khoa học phát hiện, nếu mỗi ngày trẻ dành tới 30 phút để chơi các thiết bị điện tử, chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ chậm nói tới 49%. Các nghiên cứu khác được tiến hành trên 893 trẻ em trong độ tuổi 18 tháng của các nhà khoa học tại Toronto, Canada cũng cho thấy, mỗi lần tăng thêm 30 phút sử dụng thiết bị di động hàng ngày có liên quan đến nguy cơ chậm nói ở trẻ. Tạp chí quốc tế về khoa học trí não năm 2020 cũng công bố thông tin, thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử càng lâu thì khả năng bắt chước cử chỉ ở trẻ 8 đến 17 tháng tuổi càng giảm. Thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử cũng tỷ lệ thuận với tỷ lệ chậm nói ở trẻ từ 18 đến 36 tháng. Tại Việt Nam, được biết các trung tâm giáo dục đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, chậm nói, có đến 90% trẻ từng sử dụng các loại thiết bị điện tử thông minh trong thời gian dài. Thế nhưng ở nước ta, còn nhiều cha mẹ vẫn chưa ý thức được những tác hại mà các thiết bị điện tử như iPad, smartphone, TV gây ra cho trẻ. Vì thế, rất nhiều phụ huynh vẫn vô tư cho con mình được sử dụng điện thoại thông minh với thời gian có thể lên tới 2-3 tiếng mỗi ngày. Điều này khiến cho tỷ lệ trẻ chậm nói ở nước ta ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, tại Canada, một nghiên cứu bao gồm 894 trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến 2 tuổi tại Toronto từ năm 2011 đến năm 2015 cho thấy cứ mỗi 30 phút tiếp xúc với thiết bị điện tử sẽ làm tăng nguy cơ chậm nói ở trẻ em lên đến 49%. Và tại Hàn Quốc, một nghiên cứu trên 1.178 trẻ ở lứa tuổi mới biết đi được công bố năm 2015 cũng cho thấy trẻ mới biết đi có thời gian xem TV trên 2 giờ có nguy cơ chậm phát triển ngôn ngữ cao hơn 2,7 lần so với trẻ cùng lứa tuổi xem TV ít hơn 1 tiếng. Và con số này là một điều đáng báo động, bởi đây cũng là một thực trạng phổ biến trong các gia đình ở Việt Nam hiện nay. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về vấn đề tác động của các thiết bị điện tử đến với việc chậm nói ở trẻ. Và ngay bây giờ, Quốc Bảo xin mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thùy Minh Thư, khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Chào MC, xin kính chào mọi người theo dõi chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị và các bạn còn những thắc mắc và những câu hỏi nào liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì đừng quên số tổng đài quen thuộc của chương trình 1-800-8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phytobimbi Omega Junior, Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin mời bác sĩ Minh Thư và tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay.
Trời đất ơi, tình hình này mà sếp bắt tăng doanh số là chết tụi em luôn á. Dạ. Dạ trời ơi. Rồi mà. Rồi. Dạ. 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 Để vừa làm mà phải vừa chăm con nữa sếp ơi. Dạ. Em hiểu rồi nhưng mà em thấy tình trạng này nó hơi khó. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Im lặng coi. Không có Ê cái mặt sếp còn trẻ mà không khó quá ha. Giờ này doanh số gì con? Tao thấy mày chăm nó cho nó ruột quá. Nè, dì mua trái cây tươi qua đó. Mua đủ thứ luôn nè, có đu đủ nè. Có xoài ba tư cho con nè con. Nè, nè, nói xoài đi con. Con, cái xoài. Cái xoài. Trời ơi, nhỏ. Thì tu cáo tu nhà là nói được rồi. Không, tại vì nó nhiều khi nó chưa biết cái gì Tư. Chứ nó coi... Ổ nhạc nít nó vái mấy cái hình hình rồi nè. Con ơi, tôi nói đu đủ đi nè, đu đủ. Từ từ để con dạy nó, tại vì khi nó coi cái mạng á nó... Đu đủ. Ê, nó nghe nè, nó vậy là nó bị chậm nói rồi. Không phải gì Tư, cái mạng của nó không có mấy cái này, con có mở cho nó coi mấy cái này. Cái mạng nào ai mà con phải dạy nó chứ, cái mạng nào mà dạy nhỏ đu đủ cái sòi. Không trời, đứa con phải dạy nó dạy bây giờ con cho nó coi, trời ơi, nói tiếng nước ngoài rồi. Để mình mốt nó nói theo tiếng nước ngoài luôn gì Tư, chứ mấy cái này con chưa có dạy. Mày cho nó nghe 4 năm tư tiếng nó loạn ngôn ngữ đâu á. Bây giờ nó còn nói còn chậm rì, còn không được tiếng nào nữa. Chứ bây giờ này giờ tao qua nó, tôi không thưa tao đụng tiếng nữa. Chứ biết thứ tự gì đâu, biết ai ra ai. Dạ tại vì con không có thời gian dạy con cũng phần cho con. Với lại bây giờ thì tôi nghĩ đi, bây giờ đó hai vợ chồng giờ phải chia nhau ra, vừa làm việc vừa canh con. Còn chồng con bây giờ được đi làm lại rồi, cũng phải tranh thủ đi làm để kiếm tiền chứ giờ ôm nhau hoài. Trời ơi, chuyện như vậy là hệ trọng lắm rồi. Phải can thiệp liền, trời ơi, phải nhờ chuyên gia người ta tư vấn. Mày nuôi con mà nó không nói chuyện, mà mày kêu nó nói gì cái máy. Nó là con người đâu phải cái máy đâu Lập ơi. Tao điện thoại về tao mét má mày. Bây giờ sao vậy Tư? Trời ơi, mày nghe chuyên gia giùm tao đi đây nè. Vâng ạ, thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì có nhắc đến bé 2 tuổi, bé đang có tình trạng là chưa nói được và mẹ bé bận làm việc nên thường xuyên là cho con ngồi chơi điện thoại để bé ngồi yên nè, không quấy rầy mẹ. Và đây cũng là một cái thực trạng rất là chung của rất nhiều gia đình có con nhỏ hiện nay. Vậy thì Quốc Bảo xin được hỏi ý kiến bác sĩ là về thói quen này. Khi mà con em chúng ta tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử, các bé và nhất là các bé đang bị tình trạng là chậm nói thì có thể ảnh hưởng gì nặng nề hơn đối với tình trạng của các bé không ạ? Câu hỏi rất là hay, cảm ơn Quốc Bảo. Thực ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đó. Mọi người thấy nè, tức là khi mà con giao tiếp với thiết bị điện tử, rõ ràng là chỉ có thiết bị điện tử nói chuyện với con. Đúng rồi. Mà con đâu có thể nói lại với thiết bị điện tử được, tại nó đâu có nghe được, đúng không? Những chương trình đó nó sẽ là những cái hình mẫu để con bắt chước cái hành vi đó, dạ, đúng không nè? Cho nên là nếu như mà những cái hành vi trên những cái chương trình đó nó không tốt thì nó cũng sẽ làm cho con cảm thấy là ồ, những cái hành vi đó là bình thường. Thì con sẽ bắt chước theo thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến những cái phát triển về mặt tâm sinh lý của con. Theo Hội Nhi khoa Mỹ thì người ta thấy là đối với các trẻ từ 0 tới 6 tuổi, nếu như mà con tiếp xúc với thiết bị điện tử quá nhiều thì cái khả năng chậm nói của con nó sẽ tăng lên đến khoảng 49% so với những trẻ thông thường mà mình không có tiếp xúc với thiết bị điện tử. Vâng ạ, vậy thì thưa bác sĩ, ngoài cái việc là tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá nhiều thì còn những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chậm nói ở trẻ ạ? Đối với chậm nói thì chúng ta sẽ có hai nhóm nguyên nhân chính dẫn tới chậm nói. Đầu tiên là chậm nói đơn thuần, thứ hai là chậm nói bệnh lý. Thì tiếp xúc với thiết bị điện tử đó là một trong số những nguyên nhân dẫn tới chậm nói đơn thuần. Ngoài ra đó thì nếu môi trường giao tiếp xã hội nghèo nàn, trẻ sống trong những môi trường đa ngôn ngữ thì cũng có thể dẫn tới nguyên nhân chậm nói đơn thuần. Mặt khác là về những nguyên nhân chậm nói bệnh lý thì mình sẽ có những cái bệnh lý của những cái cơ quan cảm thụ âm thanh, cơ quan xử lý âm thanh và cái cơ quan để bật ra âm thanh. Ví dụ như là cơ quan cảm thụ âm thanh thì mình có vấn đề về tai. Nếu mà trẻ giảm thính lực, giảm khả năng nghe thì cũng sẽ dẫn tới vấn đề là mình giảm cái khả năng
phát ra ngôn ngữ. Có thể căn cứ vào đâu để chúng ta có thể biết được rằng trẻ đang gặp phải tình trạng là chậm nói à? Mình sẽ căn cứ vào cái bảng phát triển bình thường theo tuổi của trẻ. Thì thông thường dễ nhất là các bạn sẽ sử dụng thang điểm phát triển bình thường của CDC Hoa Kỳ. Nhưng mà để đơn giản hơn thì chúng ta sẽ có nguyên tắc số 4. Nghĩa là đối với trẻ 1 tuổi thì trẻ có thể nói được đơn âm, tức là một từ. Một từ. Và đối với một người lạ không hề quen biết trẻ thì có thể hiểu được 1/4, tức là khoảng 25% những gì trẻ nói. Tương tự thì nếu như mà trẻ 2 tuổi thì trẻ có thể đạt bạch được những câu gồm có 2 từ. Ví dụ như là con đói hoặc là bố ơi. Và một cái người lạ không hề quen biết trẻ thì có thể hiểu được 2/4, nghĩa là 50% những gì trẻ nói. Tương tự với trẻ 3 tuổi thì trẻ có thể bạch được một câu gồm có 3 từ, ví dụ như là con đói quá, và một người lạ không quen biết gì trẻ có thể hiểu được 3/4, hay nói là 75% những gì trẻ nói. Và đối với trẻ 4 tuổi thì trẻ có thể bạch được một câu gồm có 4 từ, và một người lạ không hề quen biết gì hết cũng có thể hiểu được 100%, 4/4 những gì trẻ nói. Thì nếu mà mình muốn xem xét nhanh gọn là trẻ có chậm nói hay không thì mình có thể áp dụng nguyên tắc số 4. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa bác sĩ, đối với bé chậm nói thì có thể là gặp những ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ sau này ạ? Từ những cái vấn đề về ngôn ngữ mà không diễn đạt được thì sẽ thành những cái vấn đề về hành vi. Và nếu như mà phụ huynh mình không để ý thì lúc này có thể là trẻ đi học, trẻ sẽ không thể chơi được với các bạn khác. Ví dụ như là trẻ thường hay là giận dữ lên và đánh bạn chẳng hạn, thì những bạn khác sẽ không chơi với trẻ. Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng giao tiếp xã hội cũng như khả năng học tập của trẻ sau này. Cha mẹ cần phải làm gì để giúp các bé chậm nói có thể làm nhanh biết nói hơn? Xin bác sĩ cho thêm lời khuyên cho tất cả quý vị khán giả. Mình sẽ có những cái cách để giúp cho trẻ mở rộng vốn từ. Chúng ta hiểu là ngôn ngữ là một cái hình thức để giao tiếp. Và cái hình thức giao tiếp đầu tiên chính là giao tiếp bằng mắt. Sau khi mà giao tiếp bằng mắt xong thì trẻ sẽ để ý đến miệng của mình cử động. Và lúc đó trẻ sẽ bắt đầu nghe mình hiểu âm thanh từ tai. Và sau khi nghe hiểu âm thanh từ tai một thời gian rồi, trẻ mới bật cái âm. Thì các bạn thấy đây là một quá trình bình thường. Tại vì đôi khi chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta sẽ cảm thấy là mình có thể nghe và mình hiểu, nhưng mà mình có thể mình không bật được cái âm. Nên cái quá trình nghe luôn luôn xảy ra trước, và sau đó là cái khả năng bật âm sẽ xảy ra sau. Tiếp theo nữa đó là trẻ sẽ có cái khả năng bật âm đúng vào cái hoàn cảnh. Ví dụ như là trẻ có thể xưng con với lại bố mẹ, nhưng mà có thể xưng là bạn với lại bạn bè cùng lứa. Và đồng thời là trẻ sẽ hoàn chỉnh dần cái khả năng bạch âm. Ví dụ trẻ sẽ không còn nói ngọng nữa. Thì tất cả những cái đó nó mới dẫn tới việc là trẻ có thể nói trôi chảy. Ví dụ như nếu như mà trẻ ghiền xem tivi hoặc là ghiền chơi thiết bị điện tử chẳng hạn, thì thật ra là mình cũng không cần thiết phải cắt ngay lập tức thiết bị điện tử với trẻ đâu. Mà mình có thể dùng những cái thiết bị điện tử đó và tivi đó làm một cái phần thưởng cho trẻ. Ví dụ như khi mà trẻ bạch được cho mình một bộ là 10 âm chẳng hạn, thì mình có thể tặng cho trẻ một cái sticker. Và nếu như mà trẻ có được 3 sticker thì trẻ sẽ đổi được 5 phút chơi với thiết bị điện tử. Nghĩa là mình sẽ dùng những cái mà trẻ đang yêu thích để làm phần thưởng cho trẻ, để trẻ cố gắng học được những kỹ năng mới. Và đồng thời là mình cũng sẽ giới hạn từ từ cái thời gian mà trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử. Và dĩ nhiên là người lớn mình thì cũng phải kiềm chế cái cảm xúc và không nên đánh con. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho trẻ nó phát triển tốt hơn. Đối với các bé chậm nói thì cái tế bào não là cái cơ quan quản lý những cái hoạt động thần kinh cấp cao của cơ thể, và nó sẽ là nơi quyết định là cơ thể chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với các cái kích thích từ môi trường bên ngoài. Ví dụ như là khi mà mình có một cái kích thích âm thanh từ môi trường bên ngoài thì tế bào não sẽ là cái cơ quan quyết định em bé đó sẽ phản ứng như thế nào với cái kích thích đó. Ví dụ như là sẽ bật cái âm để nói lại. Thì việc mà mình bổ sung omega thực vật để hỗ trợ để phát triển các tế bào não, nó sẽ giúp cho việc dẫn truyền kích thích này dễ dàng hơn. Và từ đó thì trẻ sẽ đáp ứng nhanh và đáp ứng tốt với các kích thích từ bên ngoài hơn. Đối với một số trường hợp mà bé chậm nói thì việc bổ sung omega nó lại nằm trong cái nguyên tắc điều trị mình phải bổ sung, bởi vì cơ thể trẻ sẽ không có khả năng tổng hợp được những chất đó. Hiện nay là omega mình có thể tìm thấy trong đồ ăn hoặc là trong một số loại thực phẩm bổ sung. Nếu mình chia về nguồn gốc thì omega có hai loại nguồn gốc là nguồn gốc động vật và nguồn gốc thực vật. Nguồn gốc động vật thì thường là chiết xuất từ dầu cá, mình hay gọi là viên dầu cá. Còn nguồn gốc thực vật thì mình đến từ hạt lăn hoặc là hạt lý chuối đen. Thì nếu mình so về mùi vị thì rõ ràng là omega thực vật thì nó không có mùi tanh, nên là nó sẽ dễ uống hơn. Ngoài ra hạt lý chuối đen nó chứa nhiều omega thực vật, đồng thời nó cũng sẽ chứa nhiều những cái vitamin chanh trong dầu như là vitamin E, thì nó sẽ giúp cho omega 3 không bị biến chất.
Vâng ạ, và rất cảm ơn bác sĩ về những cái kiến thức mà bác sĩ vừa chia sẻ với tất cả quý vị khán giả để cho quý vị phụ huynh hiểu rõ hơn về nguyên nhân trẻ chậm nói và cần làm gì để giúp cho các bé chậm nói, nhanh biết nói. Và sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ thì không biết những nhân vật của chúng ta trong câu chuyện ngày hôm nay có ứng dụng được vào gia đình họ không? Xin mời bác sĩ Minh Thư và xin mời tất cả quý vị khán giả quay trở lại không gian của ngôi nhà nọ để tiếp tục theo dõi câu chuyện của chúng ta. Thì không gì. Trời, thấy cái mặt mày coi mà cái mỏ mày cũng quắc luôn á. Trời ơi, tại vì con cũng bất ngờ quá, lần đầu tiên con mới biết được thông tin này. Chứ còn gì nữa, mày cũng vậy, không ăn uống gì nêm nhấp nhơ mà. Thấy ghê quá. Bây giờ đó, dì Tư không có thời gian lo cho con thời gian đâu mà con ăn nữa dì Tư. Bây giờ có chuyên gia người ta tư vấn rồi, mày thấy thông tin quá trời hay không? Dạ. Ờ, làm cho con bé là nó bị lộn ngôn ngữ luôn đó. Dạ, để con ráng con. Dạ, Tư mới qua. Anh. Dạ. Ê, nó nghe nè. Mày đi làm về 11:45 đi về một cái rồi leo lên trên xe chạy cắm đầu cắm cổ về đây 7-8 phút cực kỳ nguy hiểm nữa. Ủa sao vậy? Vậy đường xá bây giờ nó đông, mày nghĩ coi, trưa nhỏ chưa ăn gì, vợ chồng tụi bay cũng chưa ăn, làm 11 giờ mấy chạy tất tả về đây đâu sao đầu tư. Chủ yếu giờ tìm cách phải lo cho con của con. Dạ. Với lại sáng nay á, con cũng tranh thủ con tạt qua con nói chuyện với anh Tiến rồi đó Tư. Con qua nói chuyện với ảnh á, cái con thấy coi như cái tình hình chắc nó khả quan hơn. Với lại Tư biết sao, ảnh có giới thiệu cho con sản phẩm nữa. Ủa cái gì vậy anh? Dạ, đây là sản phẩm Omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, hỗ trợ phát triển thị lực và não bộ cho bé. Omega thực vật giúp tăng cường miễn dịch, nâng cao chỉ số thông minh, giúp tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá, tăng khả năng tập trung, bắt chước. Nhờ vậy bé sẽ thông minh, phản xạ nhanh, rồi trí nhớ tốt và nhanh biết nói luôn. Và cái này đặc biệt nó là sản phẩm không tanh, dễ uống, dạng nhỏ giọt để mình tiện dụng và nó sử dụng được cho bé từ 1 ngày tuổi luôn á. Ê Lộc, dạ. Ở nhà tao thấy tụi nó mua này mà tao không để ý, không có chỉ. Ủa nhà vậy Tư cũng có hả? Thì đó, con Tiến nó chỉ cho đó. Con Tiến anh chỉ đó. Không có đi mua nè, mà tại vì mình không có để ý. Hiền chi thấy cháu thì Tư lanh quá trời luôn. Đứa nào đứa đấy cội luôn không? Trời ơi, chắc nó nuôi nhàn lắm con. Dạ. Ăn uống cũng dễ chịu, làm cái gì cũng nhanh rồi. Ghi nhớ mà dễ thương, thông minh, duyên dáng. Ôi anh ơi, mừng quá anh ơi, vậy là có bí quyết cho con nhỏ rồi. Ê, tụi bay nuôi sao cho con lành. Vài bữa tao rước chị hai dưới quê lên, cái bà vô là bà vui bà phá trong bụng. Chứ bà có một đứa rồi về cái bà khen ghế nữa. Dạ. Chứ tụi bay nuôi gì đâu mà tao sốt ruột quá trời luôn à. Dạ. Nghe. Dạ. Hôm nay phải nói là tụi con cảm ơn dì Tư thiệt nhiều nha. Dạ. Nhiệm vụ của dì Tư hôm nay là qua tao cũng chỉ lại nhỏ giúp việc tụi bay nấu ăn sao cho nó ngon. Tao có mua trái cây tươi nè cho tụi nhỏ. Dạ. Hai vợ chồng đợi chút xíu đi, 15 phút cái tao dọn đồ ăn lên ăn cơm cho nó ngon. Dạ. Để hai đứa đi làm. Có cái chai ra liền nhỏ giọt cho con nó uống đi nghe. Dạ. Chứ để tụi bay thấy cực quá. Trời ơi, con cảm ơn dì Tư. Để má tụi bay lên, má tụi bay gầy tao. Dạ. Cảm ơn Tư liền. Nè má chơi với ba đi con. Vâng ạ, à, thưa bác sĩ Minh Thư, vậy là chúng ta đã thấy được cái kết quả rất là mỹ mãn khi mà gia đình trong tình huống ngày hôm nay đã tìm được giải pháp để cải thiện tình trạng chậm nói của bé, và điều đó rất là đáng mừng. Chắc chắn là các nhân vật của chúng ta đã lắng nghe rất là kỹ lưỡng cũng như là áp dụng chính xác những gì mà bác sĩ Minh Thư chia sẻ. Và cảm ơn bác rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị còn có những thắc mắc và những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe của con em chúng ta, thì đừng quên chương trình của chúng tôi có số tổng đài quen thuộc, đó chính là 1-800-8070. Và quý vị và các bạn cứ gọi đến nhé quý vị nhé. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Minh Thư xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Cái bắt tăng dân số là chết tụi em luôn á. Dạ. Dạ trời ơi. Vừa làm mà phải vừa chăm con nữa sếp ơi. Dạ. Em hiểu rồi nhưng mà em thấy tình trạng này nó hơi khó. Dạ. Dạ. Dạ.